Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Giang hồ Hải Phòng thời nào cũng vậy, luôn sản sinh ra các đại ca cộm cán. Như những năm 90 thì có Dung Hà, Lâm Giả hay Cú Nền, Cú Lý. Sau này thì có Dũng Bắc Cạn, Dũng Ca, vân vân. Trong video này, xin mời quý vị cùng OV Đại Bàng điểm danh những chùm giang hồ số má tại đất cảng hiện nay. 1. Khang Tám. Tên thật là Nguyễn Trọng Khang, sinh năm 1980, trú tại số 20/66 Vạn Kiếp, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Được biết trong giới giang hồ thế hệ 8X tại đất cảng thì Khang Tám rất có tiếng nói. Thế lực của Khang Tám cũng khá lớn bởi hoạt động dưới rất nhiều mảng nên tiền nhiều như quân nguyên. Khang Tám là một đối tượng có số có má tại đất cảng, từng có hai tiền án về tội giết người, cố ý gây thương tích. Cụ thể năm 1997, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Trọng Khang đã càn tội giết người, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xử phạt 8 năm tù. Năm 2004, Nguyễn Trọng Khang lại phải chấp hành án phạt 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Khang mới chấp hành xong hình phạt tù với thời hạn 9 năm 3 tháng cho các hành vi kể trên. Sau khi ra tù, Khang tụ tập đàn em, tham gia nhiều hoạt động trong thế giới ngầm như cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá và tổ chức đàn em gây ra khá nhiều vụ đình đám để lấy số má. Khang là chiến hữu của Nguyễn Chí Kiên, tức Kiên Lợn, một đại ca đất cảng chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá. Do mâu thuẫn trong việc tranh giành lãnh địa làm ăn, nên ngày 7 tháng 8 năm 2011, Kiên Lợn đã bị đối thủ là Mai Đức Vượng, tức Tổ Tích, cùng đàn em bắn chết trên đường Cát Dài. Khang Tám cũng là nhân vật chính trong một vụ khá hài hước tại Hải Phòng, đó là bị đàn em nghịch chó lửa dẫn đến trúng đạn. Cụ thể khoảng 22 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2011, Nguyễn Trọng Tính sinh năm 1990 đi ăn đêm thì gặp Nguyễn Trọng Khang cùng hai thanh niên khác đang đứng gần xe ô tô Innova biển kiểm soát 16L3901. Tính theo Khang và hai thanh niên đó lên xe ô tô. Khi xe vừa lên dốc lối vào phường Trại Chuối, Tính nghe thấy có một tiếng nổ trong xe ô tô. Khang kêu lên: "Ôi thôi rồi, đưa tao vào bệnh viện." Thanh niên ngồi cạnh Tính nói em lỡ tay. Ngay sau đó mọi người đưa Khang vào bệnh viện. Nhận định ban đầu của cơ quan công an cho thấy trong khi đang ngồi trên ô tô, một trong hai thanh niên là đàn em của Khang đã lấy chó lửa ra nghịch và bị cướp cò. Đạn đã găm vào phần bụng của Khang. Năm 2015, Khang Tám cũng là người đứng sau tổ chức bữa tiệc 500 anh em giang hồ Hải Phòng. Cụ thể đầu tháng 9 năm 2015, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an thành phố Hải Phòng nắm được thông tin một số anh chị cộm cán trên địa bàn đang đứng ra tổ chức một đại tiệc trên khu du lịch Hòn Giáo Resort, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Bữa tiệc được dự kiến có thành phần khách mời từ 300 đến 500 người, chủ yếu là dân anh chị từ Bắc vào Nam như Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Theo PC45, ban tổ chức còn dự tính mời cả ca sĩ, DJ, các nhóm nhảy nổi tiếng đến để góp vui. Sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức ngoài trời từ 19 giờ ngày 6 tháng 9 đến 3 giờ sáng ngày hôm sau nhằm ăn mừng một số người vừa được ra tù vừa qua. Nhận thấy tình hình phức tạp, PC45 Công an thành phố Hải Phòng đã báo cáo và được chỉ đạo từ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố để tiến hành tuyên truyền, giải thích cho những người đứng ra tổ chức bữa tiệc về những hậu quả có thể gây ra. Kết quả, những người tổ chức đã đồng ý dừng sự kiện, dù họ gần như đã chuẩn bị hoàn tất. Theo PC45, người đứng ra tổ chức sự kiện này là NT, một giang hồ khá cộm cán. Tuy nhiên, theo Đề Điền, một anh chị về hưu ở Hải Phòng, thì người đứng sau T trong việc là Khang Tám. Tuy nhiên, do công an can thiệp nên bữa tiệc này không thể tổ chức. Hiện tại thì Khang Tám vẫn đang hoạt động tại Hải Phòng và khá có tiếng nói. 2. Tuyền Cháy Nhà. Trong giới giang hồ Hải Phòng, những năm gần đây, Tuyền Cháy Nhà cũng là một cái tên khá khét. Khi cùng với chiến hữu của mình là Tú Mừng gây ra nhiều vụ thanh toán lấy số, điển hình như vụ thanh trừ Nguyên Béo tại bar cà phê Entonch. Tối ngày 11 tháng 7, Nguyên Béo và Tuyền Nhà Cháy cùng một số anh chị em số má trong giới giang hồ Hải Phòng và một số tỉnh phía Bắc được chủ quán bar cà phê Entonch mời dự liên hoan tại nhà hàng Lôi Châu, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tại đây, giữa Nguyên và Tuyền đã có mâu thuẫn nhỏ,
dẫn đến tranh cãi xích mích, nhưng đã được đám giang hồ can ngăn. Đến 21 giờ, tàn cuộc nhậu, tất cả trở về quán bar cà phê Entosh tại đường vòng Hồ Sen. Lúc này, Nguyên đi trên ô tô Camry màu đen, rẽ vào quán thì đối đầu với xe của Tuyền đi ra. Do đã mâu thuẫn từ trước, lại không muốn bị lép vế nên không ai chịu nhường ai. Ngay lập tức, Nguyên và Tuyền lao vào đánh nhau bằng tay chân. Tuy nhiên, Nguyên đã phải chịu trận vì ngoài Tuyền còn có Tú Mừng và 5 đến 6 đối tượng khác lao vào đánh Nguyên. Yếu thế, Nguyên bị nhóm của Tuyền đánh vỡ đầu, bầm tím mặt nên phải để xe ô tô bỏ đi. Không chịu mất số trước đám giang hồ ít tuổi hơn mình, Nguyên béo điện thoại cho một đối tượng tên Long hỏi mượn chó lửa để quyết phen sống mái với nhóm Tuyền nhà cháy. Khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 7, Nguyên béo quay lại khu vực đường vòng Hồ Sen, gặp Long để lấy khẩu chó lửa ngắn quân dụng, loại chó lửa côn 45 do Mỹ chế tạo, trong đó có 5 viên đạn, rồi quay trở lại quán bar. Nguyên cầm khẩu chó lửa, chĩa thẳng vào người Tuyền nhà cháy bóp cò. Rất may cho Tuyền là một người phát hiện và gạt tay cầm chó lửa của Nguyên, nên viên đạn trạch hướng bắn thẳng lên trần nhà. Sau phát chó lửa không thành, Nguyên bị một số tay anh chị khống chế tước chó lửa. Tuyền sau khi chết hụt trong gang tấc, đã vơ được khẩu chó lửa của Nguyên, liền đuổi theo bắn trả. Cũng may cho Nguyên là phát đạn không trúng đích. Trong lúc cùng Tuyền đánh nhau với Nguyên, còn có Tú Mừng và Trần Duy Lâm. Bị nhóm của đối thủ đuổi giáo giết, để thoát thân, Nguyên béo phải nhảy xuống Hồ Sen, bơi ra giữa hồ cho đến khi lực lượng công an tới giải nguy. Ngay sau đó, Nguyên béo phải nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt. Sau vụ thanh toán đó, thì số má của Tuyền cháy nhà và Tú Mừng ngày càng tăng lên, hiện tại cũng khá khét. 3. Tú Xin Hải Phòng. Trong giới giang hồ đất cảng còn có một truyền thống không mấy tốt đẹp, đó là thích lấy số đàn anh để giúp mình tăng số má lên. Một trong những đại ca giang hồ nằm trong danh sách này đó là Tú Xin, ưa hạ bệ đàn anh để tạo dựng tên tuổi. Tú Xin tên thật là Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1988, ngụ phường Đông Hải, quận Hải An. Chỉ trong thời gian ngắn với hai vụ đuổi bắn hạ bệ đàn anh là Quý Khắm và Bảo Đông, Tú Xin đã nổi danh như cồn. Quý Khắm là một đại ca tuy không quá khét tiếng, nhưng cũng dạng có tên tuổi tại đất cảng. Nhưng bị Tú Xin lấy số bằng cách xách hoa cải bắn thẳng vào người đàn anh. Sau vụ này, Tú Xin chính thức được ghi tên vào bản đồ giang hồ đất cảng. Sau đó không lâu vào năm 2010, Tú Xin lại tiếp tục hạ bệ một đàn anh khác là Bảo Đông, tức Trần Thái Bảo, một đối tượng hình sự đã có 3 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Cũng giống như em trai Lòng Tuyết, Trần Thái Bảo đã từng là một giang hồ cộm cán ngang dòng một thời. Tuy nhiên, sau khi em trai bị Xuân Điền bắn chết, Bảo bị hai đối tượng khác là Tú Xìn và Nguyễn Mạnh Tùng, tức Tùng Lách, sinh năm 1981, vác chó lửa đuổi bắn trên phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền ngay giữa ban ngày. Dù giữ được mạng do viên đạn chỉ vào phần mềm, nhưng sau vụ bị xé số này, Bảo Đồng gần như mất hết tiếng trên chốn giang hồ. Hàng ngày, Tú Xin kết hội với giang hồ bản địa, hoạt động trong các sòng bài, lúc ở Campuchia, khi thì lại sang Trung Quốc, nhưng vẫn thường xuyên chỉ đạo đám đàn em ở Hải Phòng tham gia các hoạt động phạm tội. 4. Tùng Mít. Nhắc đến Tùng Mít thì gần như các giang hồ Hải Phòng ở thời điểm hiện tại đều biết đến, bởi dù không tự tay thanh toán bất kỳ đối thủ nào, nhưng trong thế giới ngầm thì Tùng Mít khá có sức ảnh hưởng. Được biết, Tùng Mít là một dân anh chị của Hải Phòng, nhưng lại mang quốc tịch nước ngoài. Lâu lâu, Tùng Mít lại hồi hương điều hành, chỉ đạo đám mong ve tham gia một số vụ rồi lại biệt tích. Điểm mạnh của Tùng Mít đó là tiền và quan hệ, nên trong giới giang hồ đại ca này khá có tiếng nói. Còn nhớ vào năm 2018, Tùng Mít đã cho thấy được tầm của mình khi lăng mạ cảnh sát giao thông Hải Phòng khi xử lý cán bộ hải quan vi phạm giao thông. Cụ thể, ngày 16 tháng 1 năm 2018, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một số đối tượng lạ đến chửi bới, thách thức, lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông Hải Phòng. Theo hình ảnh từ clip, một người đàn ông đi trên xe ô tô con đến khu vực tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và lớn tiếng: "Tuấn Anh đâu rồi? Tuấn Anh ơi!" Sau đó, người đàn ông cầm điếu thuốc đi qua đi lại, chỉ tay về phía một cán bộ cảnh sát giao thông và lớn tiếng quát tháo với những lời lẽ khiếm nhã: "Ở Hải Phòng, tao chưa bao giờ bị một trường hợp nào như ngày hôm nay, Tuấn Anh ơi. Ở Hải Phòng 20 năm nay,
tao chưa bao giờ bị nhục thế này, lần đầu tiên trong đời, người đàn ông này nói. Chưa hết, người này còn đe dọa, báo cáo với mày nhé, mày sẽ không còn cơ hội được làm cán bộ cảnh sát giao thông nữa đâu Tuấn Anh ạ. Thậm chí, người đàn ông này còn thách thức, anh sẽ chơi với em đến cùng Tuấn Anh ạ, anh sẽ chơi với em đến cùng luôn. Trong một clip khác, người đàn ông này tiến về phía tổ công tác đang làm nhiệm vụ và nói, cho hỏi ai là Tuấn Anh ở đây? Dạ em, một vị cán bộ cảnh sát giao thông trả lời. Người đàn ông này nói tiếp, mày biết tao là ai hả? Và buông lời chửi bới. Thấy vậy, người đàn ông mặc áo trắng tiến đến càn ngăn và đẩy người này ra chỗ khác. Hiện tại thì Tùng Mít vẫn chủ yếu hoạt động tại Hải Phòng và có thế lực khá mạnh. Trên đây là bốn chùm giang hồ số má đất cảng hiện nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.